Cá voi gần 1 tấn dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Ông Trần Văn Toan, 53 tuổi, trong lúc ra khơi, đã phát hiện con cá voi nổi cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên 2 km lúc 6 giờ ngày 8 tháng 8. Ông Toan lặn xuống biển quan sát thấy cá không cử động được, nước mắt chảy, đang thở thoi thóp nên lấy dây thừng cột vào đuôi, lái thuyền máy kéo vào bờ. Do cá quá nặng, di chuyển vài chục phút, bị mệt nên tôi gọi điện thoại cho hai người họ hàng, đề nghị họ lái thêm một chiếc thuyền máy đến hỗ trợ. Đến 8 giờ, cá được đưa vào bờ biển xã Cẩm Lĩnh, vài chục phút sau thì chết, ông Toan nói. Cá voi nặng gần 1 tấn, dài 5,8 mét, lưng màu đen, dưới bụng màu bạc, đường kính giữa thân cá khoảng 50cm, cá được xác định là bị đau ốm dài ngày trước đó. Vùng biển huyện Cẩm Xuyên thỉnh thoảng xuất hiện cá voi, song kích thước nhỏ. Đây là con cá voi có hình dáng và cân nặng lớn nhất từ trước tới nay được ghi nhận tại địa bàn, ông Toan cho hay. Trưa nay, chính quyền địa phương đã điều máy xúc vớt xác cá đưa lên bờ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhiều người đang đào hố, làm lễ chôn cất cá tại bãi đất trống bên biển tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên theo phong tục. Cá voi hay còn gọi là cá ông, tên khoa học là Cetacea, gồm 90 loài, hầu hết là sinh sống ở các đại dương lớn. Cá voi được xếp vào dòng động vật có vú, nhưng do sống trong môi trường nước nên vẫn được gọi là cá. Tại Việt Nam, vùng biển Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng từng phát hiện cá voi dạt vào bờ.